quê chứ. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Thiện Nhân TV. Thì như video trước của mình có nói á, video này sẽ là video ngày thứ hai mình chơi ở Vũng Tàu và cũng như là food tour 2 ngày mình đi chơi ăn gì nha. Và ok được rồi, vô thôi. Rồi rồi, trước khi đến Vũng Tàu thì giờ mình ăn sáng ở Đồng Nai trước nha. Phở tái không anh? Kiwi, kiwi. Đây, để khúc này tôi lồng tiếng cái tiếng ăn cho. Ngon quá. Hấp miếng nước nè, trời ơi, nó thanh đạm gì đâu á. Rồi, để dắt miếng chanh ăn cho nó lột lử xíu nè. Ồ, lộn, dắt cho miếng chanh cho nó chua chua xíu, ăn cho nó ngon nè. Rồi rồi, để miếng xíu ớt vô ăn nè. Rồi, thơm quá đi. Thôi tụi mệt quá, thôi món qua món khác đi. Bây giờ thì trong lúc người lớn đang đi mua đồ thì bây giờ thì tụi mình đi mua trà sữa nha các bạn ơi. Đèn em người sao đây. Đây là con đường mà trước nhà trọ của tụi mình ở nha các bạn. Đó, không khí nhộn nhịp dễ sợ chưa. Phía trước là có một cái quán rất là đẹp luôn. Thiệt tình ta nói tới đây rồi là không sợ đói bụng luôn các bạn. Chỉ sợ trong túi mình không còn tiền thôi. Lúc này là tới quán rồi nè mấy bạn. Hàng ơi, vô tới quán rồi mà còn có cái gương, cái con ghê không? Đó, đó, đam mê danh vọng nổi tiếng đó, đó. Quá chừng mệt rồi, quá chừng mệt rồi. Quên kêu nước nữa. Thôi bây giờ mình sẽ kêu một ly trà sữa kem trứng nướng nha các bạn. Rồi chụp hình nữa, quá chữ rồi. Đây, lúc này là tôi về nhà rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ hưởng hết ly trà sữa kem trứng nướng này nha. Trân châu á thì nó cũng không có bị dai, nó mềm mềm ngọt ngọt, kem trứng ở trên á thì nhưng nó béo mà nó bị ngọt quá, trà sữa thì nó đậm vị trà cho nên khi kết hợp lại là hai cái này nó rất là hợp luôn các bạn, rất là ngon. Giải cứu bé bột. Ta ơi, lúc này tội nghiệp bé bột dễ sợ, chỉ đi mua đồ với mẹ thôi mà phải dính một cơn mưa, cú sốc đầu đời con nhỏ rồi. Sao như vậy? Bây giờ thì nhà mình sẽ đi lên ngọn hải đăng nha các bạn ơi. Hello. Let's go. Hết đêm nay thôi. Ngày mai mình đi về. Rồi. Ngọn hải đăng đã đóng cửa rồi cho nên bây giờ thì nhà mình sẽ về ăn cơm tối luôn nha các bạn ơi. Vừa ăn đến rồi, vừa ăn đến rồi. Nguyên một ngày tắm biển đã quá chừng đã rồi. Thôi bây giờ nhà mình sẽ ăn cho thiệt no để mà lấy sức ngày mai mình chơi tiếp nha. Thôi đợi chỉ đến ngày mai. Bây giờ thì nhà mình ăn no nê rồi cho nên bây giờ ai cũng tràn đầy sinh lực. Bây giờ thì nhà mình sẽ đi ra ngoài biển để ngắm biển ban đêm sẽ như thế nào nha. Đây là ngoài biển ban đêm nha các bạn. Cũng khá là rất là đông vui luôn, cũng không có thua kém gì với chất sáng đâu. Đó. Rất là chill luôn các bạn ơi. Đó. Bây giờ là ban đêm 9 giờ tối ở Bà Rịa Vũng Tàu các bạn ơi. Thì các bạn cũng có thể thấy là rất là không khí cũng không thể nào mà cũng rất là còn là rất là nhộn nhịp các bạn, không có bị thua kém gì so với lúc chiều đó các bạn ơi. Đó. Rồi, diễn đi. Những cơn sóng xô lâu đài phớ trong bóng đêm. Người ta hát hay vậy mà còn chê. Cứu tao. 5 giờ sáng và bây giờ tôi gia đình tôi lại đi đón mình các bạn ơi. Cô đi đó. Đó, cũng phần đông rồi các bạn ơi. Ghét ghét rồi các bạn, giờ phải đi bộ ra biển nha các bạn ơi. Đó, chắc này là ra tới biển rồi nè mấy bạn. Khúc này là tôi với anh Chốt ngồi đợi mặt trời lên nè. Đó. Sẵn ngồi chiêu buổi sáng bình minh rồi đó. Kìa mặt trời lên rồi kìa. Tàn ơi, tao nói để quay được cái cảnh mặt trời nó đi lên. Nó cũng cực khổ vô lắm luôn mấy bạn. Tôi phải đứng rất lâu để mới quay được cái cảnh này đó. Thì cụ thể là 1 phút 30 giây. Và ok các bạn ơi, hành trình đi lên ngọn hải đăng lại tiếp tục phần 2. Đi thôi, hôm qua mình đi không được, bữa nay mình phải tiếp tục.
Trời ơi, tao nói nó đẹp mà tôi không thể nào mà tôi tưởng tượng luôn các bạn. Rồi hiểu sao nó đông rồi he. Đèn ơi, với cái view này má ơi, công nhận đẹp hú hồn luôn mấy bạn. Đẹp không? Nhìn đây. Đừng phải cái ngọn hải đăng nha các bạn ơi. Đó, đây là được. Đó, có rất là nhiều người đi chụp hình luôn các bạn ơi. Quá trời rồi, bong bóng tứ, xịt bong bóng. Bây giờ mình đang ở ba cái ở bánh bông lan, cái muối, cái cột điện các bạn. Chỗ này thì các bạn cũng biết nhiều quá, tại vì ở cái quán, tại vì tiệm này được nhiều người biết đến mà. Bây giờ mình sẽ mua một bát bánh bông lan về nhà để ngày về nhà cho gia đình mình ăn nha các bạn. Trà sữa Đài Loan của Hồng Trà Ngô Gia. Cũng được, ổn nha các bạn. Sữa chua nè, bây giờ thì đi Vũng Tàu phải ăn sữa chua của mình quá đặc. Wow, nó sánh mạnh mà các bạn ơi. Bây giờ mọi người mới về cả phòng thì chuẩn bị lên xe đi về nha các bạn ơi. Bắt đầu về nhà thôi. Bye bye Vũng Tàu, hẹn ngày gặp lại. Trên đường về thì gia đình mình có ghé siêu thị ở Sài Gòn chơi một chút xíu rồi mới về luôn nha mấy bạn. Đèn ơi, mới vô là hai đứa cháu của tôi nó me mấy cái bánh donut này rồi, quá dữ rồi. Bây giờ thì nhà mình sẽ mua đồ ăn cho buổi chiều luôn nha các bạn, lên xe ăn luôn. Mình sẽ đi vòng vòng để chơi mình đi về luôn nha các bạn. Tổ chức của các bạn sẽ bắt video này. Video này thì đừng like, subscribe. Còn bây giờ thì bye bye.